chú Chè Bông, chào quý cô chú anh chị nha. Cả nhà ơi, ngày hôm nay thì em mới về một cái lô giỏ siêu nụ kìa, cả nhà thấy không? Rất là đẹp luôn. À, hàng giỏ siêu nụ là hàng giỏ siêu nụ chơi Tết cầm đô khoảng hơn 2 mùa nha cả nhà. Ở và đặc biệt là nằm trong chậu, nó đã thuần chậu hết và liền có khoảng 80 đến 90%. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem cây nhé cả nhà ơi. Đây, hôm nay lựa hàng toàn là đẹp là VIP không nha cả nhà. Đó, không đẹp không lấy tiền nha. Uống dán lông 100% luôn nè. Đó, cả nhà thấy không? Đây, đa số là cũ nở luôn nha. Nụ thì quá trời luôn cả nhà ơi. Đó, rồi. Cái này chiều cao khoảng 40cm đi lên nha. 40cm đi lên. Đó, giá là 190.000 một cây. À, 190.000 một cây nha cả nhà. Đó, 190.000 một cây. Nếu mà chúng ta lấy 4 cây thì bên em bao ship nha. 10 cây thì bên em sẽ tặng một. Đây, mấy cái này cũ đẹp không nha cả nhà. Cũ nở nè, cả nhà nhìn thấy nè. Cũ nở to tròn rất là đẹp luôn. Ở đây ha, cả nhà nhìn nè, cây cực kỳ xum xuê, cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Đó, em mới về một xe quá trời nhiều luôn nè. Đẹp lắm cả nhà ơi. Đó, đây nè. Cả nhà thấy không? Cây rất là đẹp nha. Rồi tiếp tục hàng bên đây sẽ là hàng giả Thủ Đức. Đây, giá cũng 190 luôn cả nhà ơi. Đó. Đây nó có hai loại nha, một Thủ Đức và một là siêu nụ. Chúng ta muốn lấy cái nào lấy nha cả nhà. Siêu nụ Thủ Đức thì tàn nó to hơn siêu nụ một chút. Cây thì cũng khoảng 40 cm. Đó, đây. Rồi, giá 190 luôn. 4 cây bên em bao ship và 10 cây bên em sẽ tặng một nha.